Đây con, anh đứng đây. Rồi. Con tên là gì? Con là Lường Thị Hương ạ. Hả? Con là Lường Thị Hương ạ. Hương mấy tuổi? Con năm nay 28 ạ. 28 tuổi. Con lập gia đình được mấy năm? Con lập gia đình được 6 năm nay ạ. 6 năm rồi được mấy đứa? Con được 2 đứa ạ. Rồi, cô ơi, đây là con hay là cháu? Con của con ạ. Vâng, xem. Thế nhìn mẹ với con gần bằng nhau. Đây là con thứ nhất hay con thứ hai? Con thứ hai cha. Con thứ hai. Con thứ nhất là mấy tuổi? Con thứ nhất là 4 năm tuổi ạ. Mấy? 5 tuổi. Còn con thứ hai? Thứ hai 4 tuổi. 5 tuổi, con thứ hai 4 tuổi. Mỗi đứa 1 tuổi. 51 rồi á, được 2 đứa con. Chúng ta thấy có nhiều cặp vợ chồng to, cao, đẹp lắm, lì lì. Và vợ cứ khóc rồi, khóc. Còn hiếm muộn bao nhiêu năm. Đi lên gặp cái cô này, nó bế cái đứa này. Tôi bảo, em của con đại gì? Bảo không, con của con ạ. Bảo con đứa nào không? Dạ con đứa nữa ạ. Tôi thấy bàn tay của Chúa lạ lùng lắm. Cho nên ai mà can thiệp được không? Khoa học kỹ thuật can thiệp đi. Thụ tinh nhân tạo đi. Thất bại hoàn toàn. Còn đây là hoàn toàn tự nhiên được hai đứa. Mà người mẹ thì như vậy mà đứa con trai rất là xinh. Anh chị em thấy dễ thương không? Thấy dễ thương không? Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, chúng ta được ơn gì thứ hai? Con được ơn là con làm được nhà cho con ở ạ. Con làm được nhà, vợ chồng của con là làm nghề gì? Chồng của con làm đầu bếp ạ. Chồng con làm bếp? Hả? Đi nấu cơm cho người ta hả? Còn con? Còn con để con ra con ở nhà. À, chồng cứ làm bếp nuôi với mẹ, nuôi vợ và hai con. Rồi làm sao là để làm như vậy mà lại làm được nhà như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe. Con cũng đi theo đạo, con xin các chúa và xin đọc kinh cầu nguyện, xin chúa con và nhắn tin cho cha và cha cầu nguyện cho con được ơn hai đứa con và con được làm được nhà. Con làm được nhà, chúng ta thấy chỉ có một người chồng mà đi làm nuôi cả vợ và hai đứa con mà lại làm được căn nhà. Mà cô này bảo là cô ấy cầu Chúa. Vậy con là đạo gì? Con cũng vừa đi theo đạo được 6 năm nay. Con là bên Lương. Con đạo thêm Chúa. Con là bên Lương rồi con mới theo đạo Chúa cách đây 6 năm. Vâng ạ. Chồng con? Chồng con là người đạo ạ. Chồng con là người đạo. Và bây giờ thì con lấy nhau xong, bây giờ con mới quyết định là theo Chúa, chứ không phải là vì chồng mà theo Chúa. Nhưng mà sau khi lấy chồng rồi, suy nghĩ kỹ và thấy Chúa ban ơn rồi, con mới quyết định còn theo Chúa, đúng không? Vâng ạ. Rồi anh đưa con, chỉ con đến đây. Mẹ con ạ. Có đạo không? Có. Mẹ con? Đâu? Em ạ. Rồi, mời chị lên đây. Đây là mẹ ruột hay mẹ gì? Còn mẹ nuôi con ạ. À, đây là mẹ nuôi. Rồi. Đây cha gửi tặng cho con cái đài nha, về cho chồng con đi nấu về chồng con nghe. Và đây là cuốn vòng tay mân đôi, xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con. Rồi chị là người mẹ nuôi của em này, chị dẫn cháu đến. Rồi đến đây con. Rồi, như thế nào? Con thưa cha là con là mẹ đỡ đầu của cháu ạ. Con thưa cha là con là Maria Nguyễn Thị Then. Con cũng được bốn ơn. Ơn thứ nhất là của chồng con là chồng con bị sỏi mật. Thế nhưng mà chồng con đi chữa suốt, nhưng mà họ bác sĩ bảo là nếu mà không khỏi thì chỉ mổ mà cắt mật thôi. Thế nhưng mà con cầu lòng Chúa thương xót thì giờ chồng con đã hết ạ. Ơn thứ hai là của con là bệnh của con thì nhiều lắm. Gần 20 năm con không làm được cái việc gì. Bệnh con là tiểu năng thần hoàn não và con viêm phế quản cấp, con bị tim, con bị thoái hóa gáy cổ và thoái hóa cột sống. Thế mới con bị thần kinh. Bệnh thần kinh của con thì đi khám bác sĩ bảo là nếu tốt thuốc thì chỉ đỡ thôi, nếu mà không tốt thuốc thì là con phải đi viện tâm thần. Thế bây giờ con cầu lòng Chúa thương xót, con vừa đi tháng 11 vừa rồi đấy, thì về họ cứ hỏi con là thế bệnh của bà gần 20 năm mà bây giờ bà uống thuốc ở đâu mà bà khỏi được. Thế con bảo bây giờ tôi đi hết Đông Tây Nam Bắc là con mất bao nhiêu tiền.
Thế nhưng mà con không khỏi được. Thế nhưng mà vừa rồi cái tháng 11 2017 thì con được vào dòng mến thánh giá, thì sơ bán cho con một cái đài. Thế về con nghe thì con vào trong giáo điển tin mừng này, thì con xin cha đặt tay vào cầu nguyện cho con. Về con bây giờ con được khỏi hết ạ. Con ơn thứ ba của con là con ơn lớn nhất là con từ khi con 11 tháng 2017 là con đi về thì con loan báo tin mừng là được từ đấy cho đến giờ là hơn 200 người đi vào đây rồi, và hơn 200 thư gửi xin khấn. Thế mới con đi xe của nhà xe là nhà Dĩnh Hưởng. Thế thì anh chị Bằng Hải đấy thì nhiệt tình lắm, cũng đưa chúng con đi tận nơi mà dẫn chúng con đến cả nhà trọ. Thế nhưng mà nhiều lúc mỗi đợt chúng con đi là 30 người, 40 người. Đợt này con cũng hơn 40 người ạ. Hallelujah. Thế cảm ơn anh chị em. Hallelujah. Hãy phải tỉnh thức và cầu nguyện và tỉnh thức và cầu nguyện và vì nếu mà không như vậy thì chúng ta sẽ dễ bị rớt đài, rớt đài, rớt bên nọ, rớt bên kia. Phải để cho hoa trái của Thánh Thần được triển nở nơi những con người như thế này. Sau khi mình nhận được ơn của Chúa rồi thì đi về phải loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đó là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Con một ơn nữa là con nghĩ là anh Bằng này là một người bên lương, nhưng mà anh đi xe đưa các đoàn xuống đây, nhưng mà anh nghĩ được ơn của Chúa, anh này thờ một Đức Mẹ ban ơn to tướng ở trên đầu xe ấy. Vâng, thế anh dẫn chúng con là đoàn chúng con đi là mọi sự bình yên hết, con tạ ơn Chúa. Tôi gửi cho anh ấy cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nha. Gửi cho anh ấy luôn một cái cuốn sách Vòng Tay Mân Côi. Và nói với anh ấy là khi mà trên xe đó, thay vì mở nhạc nhít nhít thì mở cái đài này cho mấy người trên xe họ nghe, nhớ không? Thì về nói lại với anh như vậy. Và những người dẫn khách hành hương đi, nhớ nhắc những người chủ xe là chúng tôi mong muốn ngồi trên xe, kệ nó ngủ gà ngủ gật cũng được, nghe câu được câu chăng cũng được, nhưng mà chúng ta nghe những bài giảng, những bài hát về lòng Chúa thương xót. Nhọc đường suốt cả 2 ngày 1 đêm nghe được cả bao nhiêu bài giảng, đọc được bao nhiêu là kinh, mặc dù chúng ta có thể ngủ gà ngủ gật chả sao cả. Và thứ hai nữa là những người dẫn khách đi hành hương cũng nhớ nhắc họ là khi đến giáo điểm thì đi thẳng vào trong giáo điểm tin mừng, mình viếng Chúa, viếng Đức Mẹ trước đã, rồi sau đó chúng ta vào để mà chúng ta đón nhận những phương tiện loan truyền lòng thương xót Chúa, máy, sách, ảnh, chuỗi quạt trước đã, rồi hãy lo cái bụng của mình sau, rồi hãy lo đi ăn sau, rồi hãy lo đi sắm sau, chưa lo chuyện của Chúa đã lo chuyện của thế gian, ta đi chật đường rầy hết rồi. Nhớ nhắc anh ấy và những người dẫn khách hành hương là chị và những người khác nha. Rồi chúc lành cho mấy mẹ con chúng con. Hallelujah.